Xin chào cô chú, xin chào các bạn, mình là Chip đây. Đố các bạn Chip Chip đang nằm cạnh bên cái gói thuốc gì? Đó là gói vitamin C để Chip Chip ăn tăng cường đề kháng cho cơ thể để Chip Chip mau lớn đó. Cảm ơn Chip Chip đã giới thiệu nha. Mình xin chào các bạn. Để nuôi vịt con khỏe mạnh, nhất là trong giai đoạn từ vịt mới nở cho đến dưới 1 tháng tuổi, sức đề kháng của vịt con còn yếu. Ngoài việc ủ ấm cho vịt con, cho ăn đủ chất dinh dưỡng, thức ăn sạch sẽ, chúng ta cần tăng sức đề kháng cho vịt con bằng các loại vitamin C, khoáng chất và các loại men tiêu hóa. Bên cạnh đó thì việc giữ gìn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, khử trùng chuồng trại chăn nuôi cũng được xem là biện pháp tích cực và hữu hiệu trong việc phòng ngừa bệnh tật cho thú cưng của mình. Chip nhoi bước chân ra khỏi cái chén nước uống. Chén nước sạch để uống mà Chip bước cái chân lên như vậy rồi nó dơ hết rồi, làm sao mà Chip uống được hả Chip? Các bạn thấy Chip thích ăn rau không các bạn? Một chén rau và một chén đồ ăn thì Chip ăn rau, không có thèm ăn đồ ăn luôn. Giai đoạn vịt con từ 4 đến 10 ngày tuổi, lúc này hệ tiêu hóa của vịt con đã được hoàn thiện. Chúng ta cần bổ sung chất xơ từ rau xanh cho vịt con. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết các loại men tiêu hóa, vitamin C để tăng đề kháng cho Chip nha. Mời các bạn cùng theo dõi. Những loại thuốc này mình ra tiệm thú y mình mua và được người ta hướng dẫn sử dụng. Các bạn có thể mua trên Shopee cũng có nha. Giá cũng rẻ thôi chứ không có đắt. Thông thường để ngừa bệnh cho vịt thì người ta còn chích vaccine nữa đó. Nhưng mà là do mình nuôi có một bé thôi, và nuôi làm thú cưng thì mình cũng nuôi rất là sạch sẽ, nên mình chỉ cần cho ăn những cái loại thuốc này thì mình thấy vịt cũng mau lớn và khỏe mạnh đó các bạn. Đầu tiên là mình sẽ phối trộn các loại men tiêu hóa và vitamin C lại với nhau. Đây là men tiêu hóa sống, là bổ sung men sống, axit amin, vitamin kích thích tiêu hóa, tăng trọng, tăng sản lượng trứng sữa, ngừa tiêu chảy, sưng phù đầu. Bây giờ mình sẽ cho cái gói này vào trong một cái keo và sau đó mình sẽ trộn với các loại vitamin C và men tiêu hóa khác nữa. Tiếp theo mình sẽ trộn cái bio vitamin C là nâng cao sức đề kháng, giảm stress cho vịt, phòng và trị bệnh do thiếu vitamin C, tăng sức đề kháng, chống stress trên gia cầm, trâu, bò, heo. Cuối cùng là mình sẽ lắc cái hỗn hợp này lên cho đều. Và mỗi lần ăn mình sẽ lấy khoảng 1/4 muỗng cà phê mình cho vào nước uống và đồ ăn của vịt. Và mỗi lần cho vịt ăn xong, mình đậy kín nắp, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Còn đây là thuốc cúm gia súc, trị cảm cúm và các bệnh gây sốt ở gà, vịt, ngan, lợn và gia súc khác. Cái này mình sẽ để riêng và cho vịt ăn trong khoảng 3-4 hôm. Nó sẽ có tác dụng là chống nóng, giải nhiệt, giải độc, phòng bị gió lùa, gió lạnh. Thuốc này mình cũng pha với nước uống hoặc là trộn với thức ăn cho vịt. Cái liều lượng thì các bạn đọc trong hướng dẫn nha. Rồi bây giờ mỗi lần mà mình cho ăn á, mình sẽ pha thuốc vào thức ăn và nước uống cho vịt. Chén đồ ăn và nước uống mình vệ sinh mỗi ngày và cho vịt uống nước sạch. Còn đây là đồ ăn giống như cái clip hôm trước mình giới thiệu, mình mua sẵn cái đồ ăn viên cho vịt. Đây là loại thức ăn cho vịt con từ 1 đến 21 ngày tuổi. Vịt khoảng chừng 1 tuần là đã ăn được thức ăn khô rồi đó các bạn, không có cần ăn pha với nước nữa. Sau khi cho nước và đồ ăn vào khay thì mình sẽ cho thuốc vào. Các bạn lấy một lần khoảng 1/4 muỗng cà phê, ít thôi. Rồi mình trộn với đồ ăn và nước uống. Vịt ăn mỗi ngày sẽ tăng sức đề kháng, giúp vịt khỏe mạnh. Khi vịt còn nhỏ thì mình cho ăn mỗi lần ít thôi, còn khi mà lớn lên rồi thì mình sẽ cho ăn nhiều hơn. Liều lượng thuốc thì mình có thể xem tham khảo trên bao bì của gói thuốc ha các bạn. Rồi bây giờ mình cho bé nhoi vào chuồng để bé nhoi ăn đồ ăn nha. Ôi, tẩu thoát. Có kẻ tẩu thoát các bạn ơi. Nhỏ chiếu vậy mà nhảy cao dữ lắm các bạn. Vô chuồng là phải đẩy chuồng lại chứ không thôi là em bé tẩu thoát trong vòng một nốt nhạc thôi. Nuôi bé vịt thì cũng đơn giản, mình cho ăn đồ ăn sạch nè, uống sạch nè, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tối ngủ thì mình giữ ấm là bé mau lớn lắm cả nhà. Tiếp theo mình chia sẻ cái thuốc sát khuẩn chuồng trại cho vịt, các bạn cùng theo dõi nha. Các bạn biết không, mình nuôi một bé vịt làm thú cưng hay là người ta nuôi thành từng đàn thì cái khâu quan trọng nhất trong cái quy trình phòng bệnh cho gia súc gia cầm là việc sát trùng chuồng trại. Nếu mình làm tốt cái khâu này thì việc phòng trị bệnh, giảm bệnh cho gia súc gia cầm cũng như là bé vịt của mình giảm đi rất là nhiều. Dịch sát khuẩn này bạn cũng có thể mua ở tiệm thú y hoặc là ở trên Shopee cũng có bán nha các bạn. Trên vỏ bao bì có hướng dẫn sử dụng, mình pha tỷ lệ nước và thuốc theo tỷ lệ như hướng dẫn bao bì nha các bạn. Cái chai của mình là khoảng nửa lít nước.
sát trùng chuồng trại thì là 4ml trên 1 lít nước, thì của mình là cái chai khoảng nửa lít thì mình pha khoảng 2ml. Ưu điểm của loại thuốc này mình thấy người ta có ghi là rất an toàn khi phun thuốc vào chuồng trại lúc có gia súc gia cầm, kéo dài tác dụng đến 7 ngày, hiệu quả cao kể cả trong môi trường có chất hữu cơ, không ăn mòn dụng cụ chuồng trại, thuốc tự phân hủy không gây ô nhiễm môi trường. Rõ ràng mình dùng cái thuốc sát khuẩn này mình thấy có tác dụng rất là tốt, không có mùi hôi nè, không quỷ ruồi bu nè, và chuồng trại rất là sạch sẽ các bạn. Mình pha xong một chai như vậy thì mỗi khi mà mình rửa chuồng đó, sáng sớm và chiều tối đó, mình sẽ xịt xung quanh chuồng, xịt vào trong chuồng, rồi mình xịt xung quanh ở phía ngoài đất luôn các bạn. Mỗi ngày bạn xịt cũng được, mà cách 2-3 hôm thì bạn xịt một lần cũng được nha. Chuồng này mình mới thiết kế lại một chút, mới thì cái chuồng với cái khay vệ sinh nó nằm như thế này, nhưng mà khi bé vịt lớn cái vị nó sẽ chuồng xuống, nên mình thiết kế thêm một cái thùng xốp để treo cái chuồng lên cao hơn. Em ấy lớn nhanh như thổi đó các bạn, coi bé nhoi kìa các bạn, lười biếng không? Uống nước mà không thèm đứng dậy luôn. Chuyên gia là có cái tướng này, ăn uống gì cũng lết thôi, không có đứng dậy. Nay từ bé nhoi đổi tên thành bé lười rồi các bạn. Đó, lười tập thứ hai rồi đó các bạn. Cái cổ em ấy dài mà mình cứ tưởng em ấy không phải là bé dịch mà là bé ngỗng mà cả nhà. Uống nước mà cũng nhìn thấy ngon ghê ha các bạn. Tới tiết mục gặm tay các bạn ơi. Các bạn nhìn xem, chuẩn style bé lười luôn cả nhà. Lười như vậy nên là sáng sớm và chiều mát đó là mình cứ thả ra rồi bắt chạy tới chạy lui, chứ không thôi là bị bệnh béo phì luôn đó các bạn. Các bạn nhìn cái tướng của bả kìa. Cái chân không đứng luôn, không chịu đứng luôn. Lết. Đó, cái cặp chân huyền thoại cả nhà thấy không? Không bao giờ đứng lên nha, thích ngồi như vậy lắm, dạng giống như là ngồi chùm hởm giống như người ta vậy đó cả nhà. Đó, vậy mà cũng không chịu đứng lên nữa. Mình nuôi bé gì rồi mình cũng thấy cưng, giống như bé vịt này mình cũng thấy khôn lắm. Sáng sớm mình lên là bắt đầu đòi chạy ra để tập thể dục. Chương trình của em là sáng sớm tắm nắng nè, để tập thể dục, và sau đó là sẽ đi bơi. Cái thao này là mình chuyên dùng để cho em bơi nên là em biết đó cả nhà. Sáng mình lên mình hứng nước vào thao là em chạy lại rồi. Hồi nhỏ thì bắt thả vô, nhưng mà bây giờ lớn là trèo vô được rồi nha cả nhà. Lúc đầu là tưởng em vô không được, định lấy cái đồ kê lên, nhưng mà cuối cùng là trèo vô ngon lành luôn. Đi bơi là niềm đam mê bất tận đó cả nhà. Vào là bơi nè, lặn nè, rỉa lông nè. Cái thao nhỏ xíu mà cũng lặn đùng luôn á các bạn. Thấy em ấy giỏi không các bạn? Phấn khích ghê chưa? Đi tắm cũng hứng nước sạch nhé cả nhà. Mình tắm một lần xong là mình đổ, xong rồi lần sau là mình lấy nước mới cho em. Như vậy thì em mới sạch sẽ. Nuôi em lớn như trái bầu trái bí vậy cả nhà. Mỗi ngày đều nhìn thấy em ấy lớn lên rất là nhanh luôn. Lúc nhỏ, lúc mà 4-5 ngày tuổi, lúc mới về đó, mình cho vô hồ bơi này nào khoảng mười mấy giây thôi, chưa được một phút luôn á, là ra rung cầm cập luôn á, phải lấy khăn quấn rồi ủ ấm. Còn bây giờ thì tắm vô tư, không có cần mà lau khăn gì nữa hết á các bạn. Giờ thì tắm vô tư rồi, tắm thích ra thì ra xong rồi là tự rửa lông rửa cánh cho khô, chứ không có còn phải dùng khăn ủ ấm nữa các bạn. Bây giờ Chip tắm xong rồi, Chip tạm biệt các bạn nha. Chip vô chuồng để Chip ăn sáng đây. Chip lười, đứng lên coi Chip lười ơi. Các bạn thấy không, đây là đổi tên thành Chip lười được rồi cả nhà. Uống nước thì cũng nằm rồi đưa cái mỏ lên thôi, chứ không có chịu đứng lên luôn á. Thì quá là mai mốt bị bệnh béo phì nha Chip lười. Nghe béo phì bộ sợi rồi hả Chip lười? Vậy mà cũng còn chưa chịu đứng lên nữa hả? Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Chip lười xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nha. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Để theo dõi hành trình khôn lớn của Chip, các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có thông tin nào chưa rõ, các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Chip đứng lên. Chip đứng lên. Chip đứng lên. Chip đứng lên. Đứng lên. Chip.